Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender máy dầu bản 2 cầu. Chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender 2 cầu này khi mà sang tháng 1 năm 2023 này đang có giá cả như nào, tổng ấn bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Chiếc xe Toyota Fortuner nó thuộc phân khúc của dòng xe SUV, cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport, chiếc xe Hyundai Santa Fe hay là rất nhiều hãng xe trên trường Việt Nam. Ok, xin phép được đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 1.459.000.000. Sang tháng 1 năm 2023 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh với giá đang là 1.404.000.000 ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 55.000.000 tiền mặt ạ. Em xin nhắc lại ạ, giảm giá cho anh em là 55.000.000 tiền mặt, xuống còn với giá đang là 1.404.000.000. Vậy thì chiếc xe Fortuner bản Legender 2 cầu này line nội đang là 1.602.000.000, còn ở tỉnh thì 1.554.000.000, tỉnh áp thuế 10% thì 1.583.000.000 và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 1.573.000.000 ạ. Còn trả góp thì đang là 495.000.000, tỉnh thì đang là 447.000.000, tỉnh áp thuế 10% thì 475.000.000 và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 466.000.000 ạ. Đó là phần giá xe và tổng bánh. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender máy dầu bản 2 cầu ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m795, rộng là 1m855 ạ, còn cao là 1m835 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m745 và khoảng sáng cầm xe đó chính là đang là 27,9 cm. Vậy chiếc tổng thể chiếc xe này nó rất là dài, rộng và cao nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender bản 2.8 số tự động này, thiết kế của nó phần đầu xe nó rất là góc cạnh, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác chiếc xe nó sự thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ. Nổi bật về phần đầu xe thì nó sẽ có cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước của chiếc xe bản Legender này nó sử dụng là đèn full LED đấy ạ, cho cả đèn cốt đến đèn pha ạ. Ngoài ra thì nó sẽ có giải LED ban ngày rất là dài. Và chiếc xe này thì các tính an toàn về phần đầu xe nó sẽ là có cảm biến góc trước và camera 360 độ nhầm nhá. Đây. Đèn gầm của chiếc xe này nó cũng sử dụng là đèn LED đấy ạ. Đây, cụm đèn của chiếc xe trước của chiếc xe này thì nó rất là sắc sảo và rất là sang trọng đi ạ. Tính an toàn của chiếc xe này thì nó rất là nhiều nhầm nhá. Về phần sườn xe của chiếc xe bản Legender bản 2 cầu này thì nó cũng không quá góc cạnh đâu ạ. Tạo điểm nhấn của chiếc xe là sang phần sườn xe cảm giác nó rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 18 inch đi ạ. Các tính an toàn hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn anh em nhé. Chiếc xe này nó là dân ông 2 cầu, bán thời gian ạ, có thể gài cầu được em nhé. Vành của chiếc xe này cho là vành màu bạc trắng kia và màu xám ạ. Sườn xe của chiếc xe này thì tích hợp thêm đó chính là có bậc lên xuống bằng nhựa rồi em nhá. Nó không phải bằng nhôm đâu ạ. Theo em thì nó bằng nhôm thì hợp kim nhôm thì tuyệt vời hơn rất là nhiều. Còn đây giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương. Và ngoài ra thì nó sẽ là có camera 360 độ rồi em nhá, tích hợp trên gương chiếu hậu luôn đấy ạ. Về chân kính của chiếc xe này sẽ là chân kính phía dưới có thanh đạp chrome chạy từ phần đầu xe đến phần đuôi xe, tạo điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác chiếc xe nó được trường xe hơn, dài xe hơn ạ. Tay nắm cửa là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó là sẽ có chìa khóa thông minh nhá. Về phần trần xe, trần xe của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender bản 2 cầu này nó sẽ trần phẳng, không có cửa sổ trời đâu ạ. Có giá lốc hai thanh và anten vây cá, đèn pháo phanh trên cao em nhé. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Fortuner thì tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó khá là góc cạnh đi ạ.
chiếc xe cảm giác nó được rất là sang trọng và thể thao nhé. Cụm đèn phía sau thì nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Nó sử dụng là đèn led anh em nhé. Các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này, nó sẽ là có cảm biến lùi và camera lùi, camera 360 độ đấy ạ. Quay em về cản sau này. Cản sau của chiếc xe này thì nó rất là nổi bật đấy nhá. Rất nổi bật và rất là thể thao đấy ạ. Giờ đã quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe ạ. Đuôi xe của chiếc xe này cũng là ăn nhập với tổng thể về chiếc xe. Tiếp theo giới thiệu cho em về mức tiêu nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 9.8, 9.4, ngoài đô thị đang là 6.9, kết hợp trung bình chỉ có là 7.8 thôi em nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe sử dụng động cơ máy dầu đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender, bản hai cầu này, nó sử dụng không gian nội thất màu đen, điểm nhấn thêm đó chính là màu nâu ạ. Không gian màu đen như này giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và đặc biệt là sạch sẽ hơn rất là nhiều khi anh em có trẻ nhỏ nhầm nhá. Về phần ghế của chiếc xe này, nó sử dụng ghế da màu đen với cả màu nâu ạ. Ghế chỉnh điện nhá. Ghế chỉnh điện luôn đấy ạ. Về bên cánh cửa của chiếc xe này thì không gian là màu đen kẹp với màu nâu và điểm nhấn nó có thanh nẹp chrome. Có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính đi ạ. Ok, sang bên hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này đã giống như hàng ghế đầu tiên nhá, ghế da màu đen kẹp cả màu nâu. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái đi ạ. Ok, em sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho anh em chi tiết hơn về hàng ghế đầu tiên ạ. Về phần vô lăng của chiếc xe này, nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Thích hợp trên vô lăng sẽ có đàn thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Về túi khí, bản này nó sử dụng là 7 túi khí nhá. Đó. Về bản đồ tốc lô của chiếc xe này, nó sử dụng bản đồ tốc lô TFT 4,2 inch. Đấy, khá cơ bản thôi, nó không phải quá lâu bản đâu ạ. Nó không phải sử dụng màn hình điện tử digital. Về màn hình giải trí của chiếc xe này, màn hình cảm ứng 8 inch đi ạ. 11 loa anh em nhá, 11 loa luôn đấy ạ. Còn về hệ thống điều hòa của chiếc xe này, nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độc lập cho bên ghế lái và bên ghế phụ này. Bên dưới thì nó sẽ là có gài cầu này, cổng USB, cổng sạc điện thoại. Về giới thiệu cho anh em về bên ghế phụ này. Ghế phụ của chiếc xe này thì khá nổi bật, khá sang trọng. Về phần hộp số của chiếc xe này, nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp em nhá. Hộp số tự động 6 cấp đấy ạ. Cần số là cần số zig zag. Phanh tay của chiếc xe này thì vẫn sử dụng là phanh cơ thôi ạ, không phải là dùng phanh tay điện tử nhá. Bệ từ tay trung tâm khá là to bản. Hàng thứ hai thích hợp thêm đó chính là có cửa, có cổng sạc điện thoại em nhá. Về phần động cơ của chiếc xe này, nó sử dụng là động cơ 2.8. Với công suất cực đại của chiếc xe này, nó đang là 150 Nm kW trên cho 3.400 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 500 Nm trên cho 1.600 vòng trên phút ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe Toyota Fortuner thì nó có rất nhiều tính an toàn cho anh em đấy ạ. Ví dụ là hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử xe, hỗ trợ cảnh dốc, đèn báo phanh khẩn cấp ạ. Ngoài ra thì nó có các chế độ an toàn của Toyota như là hệ thống lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra nó sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù này, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đỡ đèo, camera lùi, camera 360 độ, cảm biến lùi, cảm biến góc trước ạ. Về túi khí, nó sử dụng là 7 túi khí nhá. Về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có màu như là màu trắng như mình đang xem, màu bạc, màu đồng, màu nâu và màu đen ạ. Màu trắng thì sẽ có 3 màu cho lựa chọn, là màu trắng thường,
màu trắng ngọc trai, có hai màu trắng ngọc trai nhầm nhá. Ok, vậy sau này nó giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Toyota Fortuner bản Legender bản 2.8 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy sau này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá, để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho sự chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.